Thể hiện mong muốn và quyết tâm đầu tư lâu dài tại thị trường Việt Nam, tập đoàn Kimco đã đầu tư vào nhà máy sản xuất và lắp ráp xe máy quy mô lớn tại khu công nghiệp Đại Năng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Dự án mang ý nghĩa vô cùng quan trọng này là mốc đánh dấu sau hơn 10 năm Kimco có mặt tại Việt Nam. Các sản phẩm được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy không chỉ phục vụ cho thị trường Việt Nam mà còn hướng đến xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á. Việt Nam là thế giới thứ 4 xe cơ giới thị trường, tại Đông Nam Á cũng chỉ là một trong những thị trường. Theo chúng tôi được biết, Việt Nam cơ giới người tiêu dùng đối với chất lượng xe cơ giới trên thế giới cũng là hàng đầu trên thế giới. Thị trường quan trọng như vậy, với Kimco là một trong những nhà máy sản xuất xe cơ giới lớn nhất của Đài Loan, chúng tôi không thể thiếu. Nhà máy mới được xây dựng trên diện tích 60.000 m2, bao gồm 2 xưởng sản xuất với năng suất sản xuất 40.000 xe một năm, một trung tâm nghiên cứu phát triển, tòa nhà văn phòng, khu nhà ăn và nhà nghỉ cho cán bộ công nhân viên, hệ thống xử lý nước thải, tổng vốn đầu tư 20 triệu đô la Mỹ. Nhà máy mới của Kimco tại Việt Nam được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị với công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn của Kimco toàn cầu, năng lực sản xuất 150 xe một ngày. Kimco Việt Nam luôn luôn tuân thủ theo các tiêu chuẩn khắt khe của tập đoàn Kimco toàn cầu, các tiêu chuẩn về khí thải và bảo vệ môi trường của châu Âu, đồng thời cũng thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam. Kimco luôn chú trọng đến khâu kiểm tra, kiểm định chất lượng của từng sản phẩm trước khi xuất xưởng. Hệ thống thiết bị hoàn kiểm hiện đại, đội ngũ kỹ sư đã qua đào tạo sẽ kiểm tra đảm bảo thông số kỹ thuật không bị sai lệch so với tiêu chuẩn, đồng thời nghiên cứu cải tiến cho phù hợp hơn với điều kiện sử dụng tại Việt Nam. 10 năm một chặng đường, luôn duy trì chất lượng ổn định và quyết tâm theo đuổi mục tiêu, Kimco Việt Nam đã gặt hái được những thành công bước đầu. Với tôn chỉ hướng vào thị trường, hướng vào khách hàng, Kimco Việt Nam đã và sẽ khẳng định là tên tuổi nhà sản xuất xe máy uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam. Kimco, win my heart.